Để hướng tới mục tiêu dài hạn mang tên World Cup 2026 cũng như tạo ra lớp kế cận có nền tảng chuyên môn tốt cho đội tuyển quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đẩy mạnh đầu tư cho các lứa cầu thủ trẻ. Sau Tết Nhâm Dần 2022, bóng đá trẻ Việt Nam sẽ có một năm bận rộn với nhiều giải đấu và đây cũng được xem là bước chuẩn bị mở đầu cho những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Bóng đá trẻ Việt Nam có những giải đấu nào? Đầu tiên, giải U23 Đông Nam Á sẽ được khởi tranh tại Campuchia từ ngày 14 tháng 2 năm 2022. Tại giải này, U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với U23 Thái Lan và U23 Singapore. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà dự kiến vào tháng 5 năm 2022. Mục tiêu của Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Trước đó, lứa U23 Việt Nam với những cầu thủ xuất sắc như Quang Hải, Văn Hậu đã đứng ở vị trí cao nhất của bóng đá nam SEA Games 30. Tiếp đến, lứa U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chinh chiến ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, dự kiến diễn ra từ đầu tháng 6 năm 2022 tại Uzbekistan. Sau khi tạo ra ánh hào quang với vị trí á quân của giải năm 2018, U23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng, cũng chính ở giải đấu này 2 năm sau đó, tức là năm 2020 trên đất Thái Lan. Asian Games tại Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 10 sẽ là giải đấu quan trọng cuối cùng trong năm 2022 của đội tuyển Olympic Việt Nam với đa số là các cầu thủ thuộc lứa U23. Lực lượng nào cho các mục tiêu trong năm 2022? Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam đang tập trung và sẽ tập luyện xuyên Tết trước khi lên đường sang Campuchia tham dự giải U23 Đông Nam Á vào ngày 11 tháng 2. Nói là U23 Việt Nam, nhưng thực chất đây không phải là đội sẽ tham dự SEA Games 31, cũng như vòng chung kết U23 châu Á. Đội bóng do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt thành phần đồng cốt là các cầu thủ U21 được tập trung sau vòng chung kết U21 quốc gia thanh niên hồi cuối năm 2021 tại PVF. Nổi bật là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, tiền vệ Nguyễn Thành Khôi của Học viện Nutifood, Trần Bảo Toàn, Dũng Quang Nho của Hoàng Gia Lai, Mai Xuân Quyết, Hoàng Xuân Tân của Nam Định, thủ môn Y Elidia của Đắk Lắk. Sở dĩ VFF sử dụng lứa U21 là để giảm tải cho đội U23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại để giành quyền vào chơi vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nhiều cầu thủ thuộc đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá V-League và giải hạng nhất dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 2. Bên cạnh đó, việc cử một đội U23 hoàn toàn mới tham dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á cũng là cơ hội để cho các nhân tố thuộc lứa U21 được cọ sát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những gương mặt nổi bật thể hiện được phẩm chất chuyên môn sau giải này sẽ được bổ sung lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games trên sân nhà với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng và sau đó là hy vọng tiến sâu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Những cầu thủ đang được cài vào đội tuyển Việt Nam như thủ môn Nguyễn Văn Toản, Quang Văn Chuẩn, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ Lê Văn Xuân, tiền vệ Lê Văn Đô, Nguyễn Hải Long, Nguyễn Trọng Long, Lý Công Hoàng Anh, tiền đạo Trần Văn Đạt, Hồ Thanh Minh sẽ là những nhân tố trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngoài ra, VFF cũng cân nhắc khả năng để cho đội tuyển U23 Việt Nam với thành phần nòng cốt là các cầu thủ U21 sẽ tiếp tục tham dự Asian Games 2022 sau khi dự giải U23 Đông Nam Á. Năm 2018, Nhật Bản từng cử đội U20 dự Asian Games nhằm chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Trên tinh thần đó, đội U21 Việt Nam sẽ được tính phương án kỹ càng nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu trong năm 2023 khi SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia.